À, xin chào bà con, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Văn Nam TV. Và hôm nay Nguyễn Văn Nam TV lại chia sẻ đến quý vị và các bạn một bài viết ở trên trang cafe.com. Đây một cái bài viết được cũng đăng khá lâu rồi. Tác giả đề là Nguyễn Quang Bình và của báo Sài Gòn Tiếp Thị số ra ngày 1 tháng 7 năm 2016. Đây là một trong những cái bài viết mà liên quan đến cà phê. Tuy nhiên thì hồi đến nay thì không biết là cái cuộc chiến này thì nó như thế nào. Thì đây là cũng một trong những cái bài mà nằm ở trong chuyên mục là thị trường cà phê. Đó là dai dẳng cuộc chiến bẩn sạch, sạch bẩn. Và hôm nay thì Nguyễn Văn Nam sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn, những người quan tâm và hay uống cà phê, thì để các bạn có một cái cách nhìn, một cái nhìn về cà phê. Và quan điểm của mình thì các bạn hãy chọn chọn những nhãn hiệu uy tín, những người, những doanh nghiệp, những địa chỉ uy tín để cung cấp cà phê cho các bạn, để chúng ta luôn bảo vệ được thương hiệu cà phê và đồng thời thưởng thức cà phê nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe. Vâng, đó là một bài viết dai dẳng cuộc chiến sạch bẩn. Và bài viết thì có thể là bắt đầu từ Sài Gòn. Chỉ cần dạo quanh bất kỳ một xóm phố nào ở nội thành hay ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, nếu ai đó muốn có một con số thống kê về các điểm bán cà phê hiện nay, chắc đếm không xuể. Thị trường cà phê có đủ mặt anh hào các thương hiệu cà phê trong và ngoài nước. Trong số đó có Trung Nguyên, Highland, Phúc Long, Starbucks, The Coffee Bean, NT Light, Gloria, Gin Coffee, Milano và một số thương hiệu khác, vân vân và vân vân. Nói chung là rất là nhiều. Tuy nhiên thị trường thì còn một số điểm bán khác mọc như nấm sau mưa với đủ loại tên và không tên. Nào là cà phê giải khát, cà phê cốc, cà phê bóng đá, cà phê internet, cà phê mang đi mang về, cà phê xe máy phục vụ tại các nơi công cộng như trường học, bệnh viện, công trình xây dựng. Đố ai mà biết được cái nguồn gốc cà phê của các điểm này là từ đâu. Đã có quá nhiều phát hiện và cảnh báo về sản xuất và mua bán cà phê bẩn, cà phê giả, cà phê này làm với cái nguyên liệu là không từ hạt cà phê mà từ bắp, đậu nành, hạt cau rang cháy trộn với những đường thắng cháy, caramel tạo mùi ngọt, thuốc quinine, loại thuốc chỉ số Z các bạn, quý ninh mình nghe được biết là một loại thuốc số Z, tạo vị đắng, chất carbon carboxymethylacylclo, nói chung tên nó hơi dài dài một chút, các bạn thông cảm, viết tắt là CMC, tạo cái độ sánh đặc. Giới chuyên môn cảnh báo đây là những chất có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm cho người tiêu thụ. Loại cà phê này có giá rẻ, thậm chí bằng phần nửa giá cà phê thật. Hơn 3 năm trước, Bộ Y tế đã có một thông tư quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Trong đó nói rõ rằng nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm nào bao gói sẵn, có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phục vụ phụ gia thực phẩm trong các danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do Bộ Y tế ban hành. Song những cái quan ngại về những cái chất phụ gia vẫn còn đó. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì các cơ quan quản lý thị trường đang cố gắng triệt tiêu những đường dây phân phối hóa chất, hương liệu không rõ nguồn gốc và không được phép sử dụng cho sản xuất và chế biến cà phê. Tuy nhiên ở đây còn có V61N đề ở đây là còn nằm ở cái người bán. Chỉ cần vài bộ bàn ghế, một hai chiếc dù che, một ấm nước sôi, vài cái phin cà phê, dăm ba ly tách trà thì có thể thành một quán cà phê. Cái quán cà phê ấy có thể đem lại thu nhập cho một gia đình nhỏ. Nhiều người bán chẳng quan tâm đến nguồn gốc cà phê, họ bán cho người tiêu dùng miễn là giá rẻ. Có ý kiến cho rằng thị trường đang cần những nghiên cứu nghiêm túc từ ngành cà phê để biết hàng năm mỗi người Việt Nam tiêu thụ bao nhiêu cà phê. Từ đó mới giả định được cái khối lượng cà phê sản xuất và lưu thông.
Có vậy mới thấy được thiệt hại do nạn cà phê bẩn gây ra cho nền kinh tế và cho ngành y tế sau này. Bao lâu ngành cà phê chưa định lượng cụ thể bao nhiêu cà phê tiêu thụ và bấy nhiêu cuộc tuyên chiến với cà phê bẩn vẫn chỉ mới bắt đầu. Cái này thì cái bài này thì có từ năm 2016 các bạn. Thì một trong những các cái thông tin ở trên đây thì xin chia sẻ lại các bạn mình để các bạn có một cái góc nhìn hơn về cái cách uống cà phê. Thì thật ra thì Nguyễn Văn Nam TV không có nói lên một cái thương hiệu nào, chỉ muốn chia sẻ đối với các bạn rằng là khi mà uống cà phê, thứ nhất thì các bạn cũng không nên tham rẻ, và thứ hai thì nói chung là phải uống bằng niềm tin, nhưng các bạn phải tin đó là những người họ kinh doanh quan tâm. Quán cà phê người ta làm vì mục đích là lâu dài chứ không phải là kinh doanh kiểu trục giật. Và đặc biệt các bạn phải có một cái trải nghiệm rằng phải biết được cái cà phê thật, cái hương vị cà phê thật nó như thế nào nhé. Và cái hương cà phê, vị cà phê nguyên chất mà hương cà phê thật nó như thế nào, thì một lần các bạn uống như vậy thì các bạn mới cảm nhận được. Còn mình tin chắc rằng các bạn, nếu mà các bạn chỉ bây giờ chưa bao giờ mà đã được thưởng thức hương cà phê nguyên chất, thì dù các bạn có đi đâu chăng nữa thì các bạn uống cà phê thì các bạn không thể nhận ra được cái điều đó. Thì chỉ có bằng cách là các bạn hãy tin vào những người kinh doanh quan tâm, những quán cà phê uy tín và những thương hiệu cà phê uy tín. Và tất cả thì chúng ta nên sử dụng cà phê một cách là có sự lựa chọn để bảo vệ thương hiệu cà phê. Còn nếu như các bạn cứ gọi là cứ có cà phê là mình sẽ uống và cứ tấp vào đây là cứ cà phê mình uống, thì mình không phân biệt được phần cà phê thật, cà phê giả, cà phê nguyên chất hay không nguyên chất như thế nào đó, thì đồng nghĩa với cái việc mình cũng đang tiếp tay cho cái người mà làm cà phê không chưa gọi là đang cà phê theo một cách gọi là người ta nói là cái dùng cái từ là cà phê bẩn. Thì thưa các bạn, thì làm ra một cái hạt cà phê cũng rất là vất vả. Tuy nhiên thì người trồng cà phê họ chỉ biết là làm cà phê thôi, còn cái việc chế biến những cái khâu sau nữa thì còn rất nhiều những cái khâu trung gian. Và thực sự thì khi mà uống những cái ly cà phê nguyên chất và ly cà phê sạch và những cái thương hiệu và cái giá nó hơi đắt hơn một chút, thì chúng ta hãy nghĩ rằng thì đó là chúng ta đang góp phần là đưa thương hiệu cà phê của Việt Nam chúng ta nó lên một cái tầm cao mới, và giúp người trồng cà phê có thêm được cái động lực để họ sản xuất và họ làm ra những cái cà phê có chất lượng. Và chúng ta cũng không ngại lắm khi chi trả cái sự chênh lệch thêm một chút, thì hy vọng thì cái giá cà phê nó cũng có thể nó cải thiện lên chăng. Đấy là cái ý riêng của mình muốn nói như vậy. Thì các bạn có ý kiến như thế nào thì các bạn hãy comment bên dưới, hoặc các bạn đã từng uống cà phê bao nhiêu tiền, hoặc không ở tại các địa phương các bạn đã từng đi uống cà phê bao nhiêu tiền một ly cà phê, và các bạn uống nó cái hương, các bạn uống vào các bạn đã từng thấy cái trong người mình như thế nào, hay đắng quá, có bị cái cảm giác bị say sẩm như thế nào, các bạn hãy comment bên dưới nhé. Và comment dưới để chúng ta cùng giao lưu, cùng chia sẻ về một số những các cái gọi là cái kiến thức để uống cà phê đi. Và video của Nam thì chỉ có nhằm mang lại một cái thông tin để cho các bạn có một cái cách nhìn về cách thưởng thức cà phê. Và mình luôn luôn ủng hộ cái người sản xuất cà phê sạch, bán cà phê uy tín và những thương hiệu cà phê uy tín. Và video của Nam xin kết thúc ở đây, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên like, đăng ký kênh ở bên dưới, đồng thời là đăng ký để ủng hộ Nguyễn Văn Nam TV. Chúc các bạn có một buổi sáng tốt lành, luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye.